Rồi, mến chào quý thầy cô. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với thầy cô một cái phần mềm rất là hay nhưng rất rất là nhỏ thôi. Cái phần mềm này tên là Dustbin. Nó sẽ cố định cái cửa sổ các thầy cô mong muốn. Cái cửa sổ này nó luôn 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 nằm trên cùng mọi cửa sổ khác. À, ví dụ như ở đây, mình cố định cửa sổ này có cái webcam đúng không? Mình cố định nó, thì mình mở các cái ứng dụng khác lên, ví dụ như mở Word lên chẳng hạn. Thì nó sẽ nằm trên cùng cái bộ này luôn, nó cũng dây cái bộ này luôn. Hoặc là mình mở bo lên, bo lên, bo lên nó cũng chia bo lên này. Và có thể mình giảng bài gì đó, thậm chí khi mình trình chiếu bo nó vẫn nằm trên cái phần trình chiếu này. Thầy cô có thể kéo nó đi chỗ này đó, mình tùy thích. Rồi mình trình chiếu bo ha, đấy, đó. Cái cửa sổ. Và mình có thể cố định các cửa sổ khác cũng được, ví dụ mình muốn cố cố định cửa sổ Word chẳng hạn. Cửa sổ Word thu nhỏ lại một tí ha, như thế này, muốn cố định nó, cố định cửa sổ này luôn, thì mình bấm vào đây chỗ này, có đích pin cài sẵn rồi nằm đây, bấm vào đây và chọn như vậy, gắn cho nó một phát là nó pin là dính luôn cái này. Thì chiếu vào nó vẫn dính như thế. Như thế ở trên này mình có thể gõ thêm gì đó tùy mình đúng không? Gõ thêm nó tùy mình, trong này mình giảng bài học sinh chẳng hạn, mình muốn ghi gì đó cho học sinh thêm thì mình gõ trong này. Và nếu mà hai cái deadline đó thì cái nào nó sẽ đi lên nhau ha, cái nào mình chọn thì nó sẽ nằm trên. Mình muốn gỡ ra bấm này, gỡ ra để mình thu nhỏ lại đấy, muốn gỡ gỡ ra. Vậy thì muốn cài cái này, cài deadline này thì cô sẽ làm như thế nào? Thì cô mở trang web ra ha, mở trang web ra và chúng ta chọn vô là tải về Dustbin. Tải vào Dustbin. Dustbin cái chữ download Dustbin ha. Dustbin là chúng ta ghi DESKBIN. Bấm enter vào dựng ra. Rồi, vậy thì trong này á nó có nhiều cái trang nó tải nè, trang này của Sotonic nè, Sotonic nè. Mình đừng có tải cái trang này nha, cái Sotonic là luôn luôn nó có cái phần mềm nó gửi kèm theo đó. Cài máy mình mất công rắc rối, mình lên cái trang tải miễn phí này, nó an toàn hơn ha. Bấm vào đây đó, thì thầy cô download cái này về thôi đúng không? Download về, download rồi tải về, tải về mình cài rất là dễ dàng nha. Tải về mình cài nó pin IC rất là nhỏ, 105 KB thôi. Thì khi tải về mình cài đặt xong thì mình cài đặt này, net net là xong, hai cái gấp chuột là xong. Thì thầy cô muốn mở nó ra thì thầy cô thở vào chỗ set Windows và bấm vào Dustbin cho nó nhanh, hoặc là tìm trên cái trong RORAM đúng không? RORAM hoặc là nó desktop gì đó, tôi hay làm kiểu này cho nhanh ra rồi. Dustbin này ta mở ra, báo lên đây là đã mở rồi, đã mở rồi, đã mở rồi thì nó sẽ nằm ở đây nè, nằm dưới góc này, nằm dưới góc này đó, nó nằm đây. Thầy cô có thể lấy là nó ghi lại, ghi chỗ này mình thích, ghi chỗ này mình thích, khi mình ghi rồi thì nó sẽ nằm, nó nằm đây, thu nhỏ lại, nó luôn luôn nằm trên, mặc dù mình đã bấm vô cái chỗ khác thì nó vẫn luôn luôn nằm trên nha. Đó thì thầy cô thấy cái video này nó cái hướng dẫn thầy cô làm được dễ hiểu thì cô cho một like và subscribe cái kênh mình để mình làm thêm nhiều video khác cho các thầy cô. Và nếu thầy cô thấy nó không có hay thì thầy cô nhớ góp ý chân thành ha, và bấm dislike để mình cố gắng làm cái video khác hay hơn. Xin cảm ơn các thầy cô đã xem tới đây ha. Rồi.